Tôi nói là năm nay cái hàng công của chúng tôi không đạt phong độ cao. Tôi đã nói nhiều, chắc là báo chí cũng đã nói nhiều, bảo là tôi chỉ trích, nhưng mà thật ra các bạn thấy Đức Chinh chơi tôi không hài lòng chút nào. Nói lý do người ta dự bị suốt. Và Mitslo thì tất nhiên đáng lẽ tôi không sử dụng nhiều, nhưng hiện tại giờ chúng tôi không còn tiền đạo nữa.